Chàng trai đập vỡ tan tành mèo thần tài ngay trước cửa tiệm và câu chuyện bất ngờ đằng sau. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Mới đây một chàng trai đã phải bấm bụng đập bỏ con mèo thần tài trị giá 1 triệu đồng của mình chỉ vì những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Theo chia sẻ của chàng trai, ban đầu cửa tiệm vẫn có khách ra khách vào đều đều, doanh thu vẫn duy trì ở mức ổn định. Thế nhưng bất ngờ có một vị khách đã vô tình làm ngã đổ con mèo thần tài xuống chỗ bàn thờ thần tài thổ địa, làm bể mâm trái cây, bể luôn cả bộ lư hương trên bàn thờ. Không những vậy, con mèo còn bị trọng thương, bể chỗ này một miếng, nứt chỗ kia một chút. Nhưng vì tiếc con mèo nên anh chủ đã tìm cách dán lại cho con mèo trở lại hình hài như cũ, dù cho nó không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tuy nhiên sau đó mới là chuỗi ngày kiếp nạn. Theo đó, cửa tiệm của anh gần như vắng tanh như chùa Bà Đanh, thi thoảng mới có lác đác vài người đi ra đi vào, lượng khách không đếm hết được một bàn tay, doanh thu sụt giảm rõ rệt. Sau một tuần, chàng trai đã bắt đầu nghi ngờ nên bấm bụng đem con mèo thần tài ra đường và chuyển kiếp cho nó. Liền ngay sau đó, một khách hàng đã ghé lại và bắt đầu lại chuỗi ngày ổn định của cửa tiệm. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã chia sẻ lại câu chuyện tâm linh gần tương tự mà bản thân đã trải qua. Cái này tôi tự tin nha, lúc trước bị bể tôi tiếc nên để lại. Vừa bể xong, qua ngày hôm sau chồng tôi bị người ta lừa mấy chục triệu, cách thêm hôm lại bị mất thêm mấy triệu nữa. Cái này tôi thấy đúng nha, con chó nhà tôi nó cũng làm bể cái tay của con mèo. Tôi cũng tiếc dán lại, bây giờ thì tôi sang lại cái tiệm đó luôn rồi. Mèo nhà mình cũng vừa bị nứt, rồi tôi cũng tiếc vẫn để lại. Ngày mai mình cũng đập bỏ, tại thấy quán xá dạo này cũng bất ổn quá trời rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.